Xin chào em đã quay trở lại với Vinh Thành Audio. Với hơn 2 triệu đồng để tìm một bộ giảm mã DAC đến từ những cái thương hiệu audio nổi tiếng của Nhật thì rất là hiếm hoi nha anh em. Và hôm nay thì em sẽ giới thiệu với anh em về Jimny Yamaha model là DSP-i8. Với Jimny này thì nó sẽ có hai chức năng chính, đó là chức năng để chơi nhạc từ cổng quang, từ Smart TV rất là tiện lợi. Và một cái chức năng thứ hai đó là một cái chức năng để làm giảm mã DAC với cổng real, giảm mã DAC 24bit bao rẻ luôn nha anh em. Và với Jimny Yamaha này thì nó sẽ có thiết kế công suất lên tới là 150W, một kênh loa và nhận điều cho 5 kênh, đánh 10 sọt hang. Và dòng này thì nó sẽ hỗ trợ là 19 chế độ nghe nhạc và xem phim. Và đây anh em sẽ thấy là chế độ 5 stereo. Với chế độ này thì anh em có thể nghe nhạc bằng 5 kênh loa khá là hay để chúng ta không lãng phí bất kỳ một cái loa nào khi ở chế độ nghe nhạc. Chức năng đánh loa A, B, A cộng B, chức năng tăng bass, chỉnh bass chép trực tiếp bằng cơ, rất là tiện dụng cho chúng ta sử dụng nha. Và đặc biệt đó là cái tính năng có cổng real thì ta có thể sử dụng để làm giảm mã DAC rất là hay, vừa giảm mã vừa có thể điều chỉnh âm sắc. Về kích thước chiều ngang của em đi, đây là dòng xe lớn nha anh em. Chiều ngang là 435mm, chiều cao 171mm và chiều sâu là 432mm. Điện áp 100V và công suất là 230W, cân nặng 15kg. Toàn bộ mặt trước được thiết kế là phay nhôm màu vàng chanh rất là đẹp nha, đẹp long lanh không chạy luôn nha anh em. Màn hình sáng rõ nha. Và hiện tại là em đang kết nối cổng DVD lấy tín hiệu từ cổng quang và cổng CD là tín hiệu từ cổng analog. Và sau đây thì em sẽ test âm thanh của Jimny Yamaha. Rồi, toàn bộ mặt trước là phay nhôm rất là đẹp nha anh em. Đẹp long lanh luôn, không một vết chạy nha. Rồi em sẽ test các cổng analog luôn nha. Rồi chế độ là 5 stereo. Hai loa surround. Anh không duyên nợ, đừng chờ em ơi. Lo center. Ta chẳng tranh ở trời. 5 lo hoạt động ok ở chế độ là 5 stereo. Đây là cổng quang để tín hiệu từ Smart TV xuống, cổng CD, cổng analog. Yamaha DSP-i8 điện áp 100V và công suất là 230W. Made in Malaysia. Và bây giờ thì em sẽ test luôn cái chức năng để làm giảm mã DAC nha anh em. Rồi cổng loa men nha. Ơi mây răng tím tím. Hai ta sắp điểm. Chỉ còn hình. Rồi chức năng để làm giảm mã DAC ngon bộ rẻ luôn nha anh em. Đẹp góc cạnh hết luôn nha. Mặt phay nhôm màu vàng chanh. Size to lớn nha anh em. Riêng cái chức năng để làm giảm mã DAC thì cũng rất là đáng đồng tiền nha anh em. Đây là cái điều khiển phụ kiện của Yamaha. Setup chuyển qua vào. Chỉnh volume được ok hết nha. Thất âm đi Yamaha i8 nha anh em. Ruột găng sạch sẽ nha. Biến thế nguồn Yamaha to. Hai tụ lọc nguồn trung lượng là 12.000 microfara. Dòng này thì nó sẽ đánh là 10 sọt hang to nha anh em. Đây là cái bộ giải mã đã được hãng Yamaha lắp đặt bên trong một cái hộp chống nhiễu nha. Dòng này thì nó sẽ có luôn cái real để làm giảm mã DAC luôn nha anh em. Với Jimny Yamaha DSP-i8 mặt phay nhôm màu vàng chanh đẹp long lanh, hỗ trợ kết nối cổng quang, anh em có thể chơi nhạc màn nhạc YouTube từ Smart TV và cổng analog ta có thể chơi nhạc từ đầu đĩa. Và với Jimny này thì ta có thể sử dụng để làm giảm mã DAC, chức năng cổng real, vừa giảm mã và vừa có thể điều chỉnh âm sắc rất là hay, ngon bộ rẻ trong tầm giá. Với Jimny Yamaha DSP-i8 công suất là 230W. Trong tình trạng đẹp long lanh thì em sẽ bán với giá là 2.500.000 đồng, giá chưa bao gồm phí vận chuyển.
Anh em mua hàng vui lòng liên hệ tới số điện thoại 0834563852, em ship hàng toàn quốc. Anh em xem kênh ủng hộ em vui lòng nhấn nút đăng ký màu đỏ phía dưới màn hình để luôn nhận được những video mới nhất và nhanh nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.